và xin mời đại diện các đơn vị sau đây bước lên sân khấu nhận giải. Ở bảng A dành cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường xã và khu dân cư xin được trân trọng kính mời. Khu phố 9, phường 5. Xin được mời Liên ấp Bình Phong, Bình Thành, Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh. Xin được mời Liên ấp Long Hưng, Long Mỹ, xã Phước Thạnh. Xin mời nhóm F2 ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong. Xin mời đơn vị phường 10. Xin mời đơn vị phường Tân Long. Xin mời khu dân cư 4, 5, 6, phường 1. Xin mời Liên ấp Phong Thuận, Tân Tỉnh A, Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh. Ở bảng B dành cho khối cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo, xin mời lên sân khấu dòng nữ tu Thánh Phaolô. Xin mời chùa Giác Hạnh, phường 10. Xin mời cửa hàng Thiên Khánh, xã Tân Mỹ Chánh. Được chúc mừng các đơn vị và sau đây xin trân trọng kính mời ông Lê Quốc Cường, thành ủy viên, trưởng phòng kế hoạch tài chính thành phố Mỹ Tho. Xin mời ông Phạm Văn Hiếu, thành ủy viên, chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho lên trao giải cho các đơn vị đã đạt giải khuyến khích trong hội thi làm lồng đèn sáng tạo. Giải thưởng cho các đội đạt giải khuyến khích là giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho, kèm tiền thưởng là 1.500.000 đồng. Liên khu dân cư 1, 3, 4, 5, 6, phường 4. Xin được mời khu phố 2, phường 5. Ở bảng B, xin mời lên sân khấu cơ sở thờ tự chùa Dược Sư, phường 4. Xin được mời Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Mỹ Tho. Đội thi và xin trân trọng kính mời ông Lê Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho và ông Đặng Hữu Lộc, thành ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Mỹ Tho lên trao giải cho các đơn vị đã đạt giải 3 trong hội thi làm lồng đèn sáng tạo. Giải thưởng cho các đội đạt giải 3 là giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, kèm tiền thưởng là 2 triệu đồng và hoa.
cảm ơn ông Lê Minh Hòa, xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Hữu Lộc. Tiếp theo xin được công bố tác phẩm lồng đèn đạt giải nhì của hội thi và xin mời đại diện các đơn vị sau đây bước lên sân khấu. Ở bảng A, xin mời đơn vị Phường Tư. Xin mời đơn vị xã Tân Mỹ Chánh. Ở bảng B, xin được mời lên sân khấu trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Bùi Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho lên trao giải cho các đơn vị đã đạt giải nhì trong hội thi làm lồng đèn sáng tạo. Giải thưởng cho đội đạt giải nhì là giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho kèm tiền thưởng 3 triệu đồng và hoa. Phan Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, hội thi bức tường lồng đèn do Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành đoàn Mỹ Tho phối hợp cùng tổ chức. Qua phát động đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của 59 trường học trên địa bàn thành phố, chia thành 15 đội dự thi. Các đội đã tạo nên những bức tường lồng đèn vô cùng đặc sắc và ý nghĩa. Trong chương trình hôm nay, xin được công bố và trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong hội thi. Trước hết, xin trân trọng kính mời quý đại biểu và quý khán giả cùng hướng mắt lên màn hình sân khấu để nhìn ngắm lại 4 tác phẩm đạt giải khuyến khích của hội thi bức tường lồng đèn. Và xin mời đại diện của 4 đội thực hiện 4 tác phẩm này bước lên sân khấu. Xin mời đội trường tiểu học Nguyễn Huệ, tiểu học Kim Đồng, trung học cơ sở Nam Định, trung học cơ sở Bảo Định. Xin được mời đội trường trung học cơ sở Phú Thạnh, tiểu học trung học cơ sở Thới Sơn, mầm non Thới Sơn và mầm non Tuổi Thơ. Xin mời đội trường tiểu học Trung An, trường tiểu học Phước Thạnh, trường trung học cơ sở Trung An, trường mầm non Vàng Anh, trường mầm non Bình Minh.
và xin được mời đội trường tiểu học Nguyễn Trãi, tiểu học Âu Dương Lân, tiểu học Tân Long và mầm non Tuổi Xanh. Một lần nữa xin mời đại diện các đội dự thi chúng ta tiến lên sân khấu. Đội trường tiểu học Nguyễn Huệ, trường tiểu học Kim Đồng, trường trung học cơ sở Nam Định, trường trung học cơ sở Bảo Định. Đội trường trung học cơ sở Phú Thạnh, trường tiểu học trung học cơ sở Thới Sơn, trường mầm non Thới Sơn, trường mầm non Tuổi Thơ. Đội trường tiểu học Trung An, trường tiểu học Phước Thạnh, trường trung học cơ sở Trung An, trường mầm non Vàng Anh, trường mầm non Bình Minh. Đội trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường tiểu học Âu Dương Lân, trường tiểu học Tân Long, trường mầm non Tuổi Xanh.
Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, trước khi công bố giải tiếp theo, xin mời đại diện của hai đội bước lên sân khấu. Xin mời đội trường tiểu học Thiên Hộ Dương, trung học cơ sở Xuân Diệu, mầm non Tuổi Ngọc, trường mầm non Tỏa Sáng. Mời đội trường tiểu học Thủ Khoa Huân, tiểu học Lê Quý Đôn, tiểu học Thái Sanh Hành. Xin mời đại diện hai đội tiến lên sân khấu ạ. Và mời bước lên phía trước đội trường tiểu học Thiên Hộ Dương, trung học cơ sở Xuân Diệu, mầm non Tuổi Ngọc, mầm non Tỏa Sáng. Đây là đội đạt giải nhất của hội thi Bức Tường Lồng Đèn. Xin một tràng pháo tay chúc mừng ạ. Và sau cùng xin mời đội trường tiểu học Thủ Khoa Hưng, tiểu học Lê Quý Đôn, tiểu học Thái Sanh Hành cùng bước lên phía trước và xin chúc mừng. Đây là đội đã xuất sắc đạt giải đặc biệt của hội thi. Xin chúc mừng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Mỹ Tho, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Và bà Lê Thị Bé Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho. Giải thưởng cho các đội là giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố kèm tiền thưởng. Giải nhất là 5 triệu đồng và giải đặc biệt là 6 triệu đồng và hoa. Xin được chúc mừng ạ. À.